Xin thân ái kính chào tái ngộ cùng quý khán giả. Chúng tôi là bác sĩ Nguyễn Trọng Việt, là rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình hội luận nhận định thời cuộc hôm nay. Và kính thưa quý khán giả, cùng với chúng tôi vẫn là vị khách quen thuộc, bình luận gia Nguyễn Kim Bình. Xin anh gửi lời chào đến quý khán giả của chúng ta. Kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay là chương trình vào đúng cái dịp Giáng sinh. Chúng tôi xin thay mặt cho các anh em ở đây để xin kính gửi đến toàn thể quý khán giả một mùa Giáng sinh an lành. Và với những vị nào là thuộc Thiên Chúa giáo thì chúng tôi cũng cầu chúc cho tất cả quý vị đón nhận được rất nhiều hồng ân của Chúa Hài Đồng, cũng như là một cái nguồn thanh bình, an bình đến cho tất cả mọi người trong gia đình. Chúng ta cũng không quên đến dân tộc Việt Nam của chúng ta với lời cầu chúc được hưởng một cái mùa Giáng sinh thực sự an bình và thịnh vượng. Ngoài ra, trong khi chúng ta đón mừng Giáng sinh, thưa quý khán giả, thì rất nhiều những nạn nhân của hai cái cuộc chiến lớn ngày hôm nay đang phải hứng chịu rất nhiều những cái đau khổ. Vì vậy, chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho tất cả những người đó, những nạn nhân này, để có được cái sự an bình ở trong tâm hồn và sớm vượt qua được những cái thử thách lớn ở trong đời sống của mình. Vâng, và nội dung ngày hôm nay của chúng tôi, kính thưa quý khán giả, sẽ tập trung vào cái cuộc chiến giữa Do Thái và Hamas. Sở dĩ nhắc lại một lần nữa bởi lẽ nó có một số những cái sự kiện mới khiến cho thế giới quan tâm hơn và nghĩ rằng là có thể nó sẽ mở rộng cái cuộc chiến này thay vì là nó dẫn đến cái hồi kết. Bên cạnh đó thì Do Thái nói chung đang phải đối diện với một số những cái thách thức lớn. Thứ nhất, về cái mặt giải quyết được cái mục tiêu tiêu trừ Hamas. Bên cạnh đó, làm thế nào để giảm thiểu được cái vấn nạn lớn mà ngày hôm nay đang phải đối diện, đó là cái thảm họa về nhân đạo ở tại cái khu vực Gaza và trong cái bờ Tây. Đây nó là những cái thách thức của Do Thái, nhưng mà đồng thời nó cũng lại là những cái vấn đề lớn của thế giới ngày hôm nay. Liệu cuộc chiến này nó đã đến hồi kết chưa? Nó có cái giải pháp gì hay không? Và bên cạnh đó, nó có thể mở rộng hơn nữa hay không? Đấy là cái điều mà chúng tôi muốn mang đến cho quý khán giả hôm nay. Để bắt đầu thì tôi xin mời anh Bình có thể cho biết là trong cái tuần vừa qua đó, thì cái cuộc chiến ở tại Gaza nó như thế nào thưa anh? Về mặt quân sự thì vẫn leo thang. Và bên Do Thái bây giờ đến họ đã chĩa mũi dùi vào thị trấn Rafah, là cái nơi mà cái cửa khẩu đi qua bên phía Ai Cập. Tất cả những người dân tị nạn Palestine mà bị dồn từ thành phố Gaza từ phía Bắc đi về phía Nam, thì họ lúc đầu họ vẫn nghĩ là Rafah là cái chỗ an toàn cuối cùng để tập hợp lại. Bây giờ đến phiên Rafah trở thành cái mục tiêu của Do Thái. Lý do phải đổi mục tiêu liên tục là tại đương nhiên bên Do Thái họ phải đối phó một đối thủ mà cũng rất là di động. Cái bộ chỉ huy của Hamas sẽ đã dời liên tục trong cuộc chiến này, và bây giờ có lẽ là dời sát về biên giới Ai Cập, cho nên đó trở thành cái mục tiêu mới của Do Thái. Vì cái cuộc chiến nó cứ dời liên tục như vậy, thành ra cái người khổ nhất là những người thường dân Palestine. Họ đã bỏ hết tài sản của cả nhà cửa, đã chạy về vùng biên giới Ai Cập. Bây giờ đến phiên ngay cả vùng biên giới này lại cũng không yên nữa. Thì như quý khán giả có thể thấy, trên mặt đất quân đội Do Thái có kiểm soát gần như là hoàn toàn, và họ đã khui được nhiều cái hệ thống đường hầm của Hamas lắm. Và về mặt quân sự thì chắc chắn là họ có nhiều cái kết quả tốt về mặt quân sự, nhưng về mặt chính trị, về mặt ngoại giao đó, thì là bên Do Thái là có vấn đề lớn chứ không phải không. Với cái mùa Giáng sinh này tới nữa, như các quý khán giả và nhất là những người Thiên Chúa giáo đều biết, thì Bethlehem là cái nơi mà Chúa Giêsu đã sinh ra, và đây là cái điểm Giáng sinh đầu tiên. Hàng năm vẫn có những cái thánh lễ lớn ở Bethlehem. Đúng vậy. Và cả triệu người từ vùng Trung Đông cũng như là bên Âu Châu, Mỹ, Châu đó, thường hay về Do Thái, về Bethlehem để hành hương trong cái dịp này. Thì năm nay cái mùa lễ hội ở Bethlehem cũng như cái vùng Tây Ngạn nói chung nó sẽ bị ngưng đi. Và các nhà thờ Thiên Chúa giáo, nhà thờ Công giáo và Chính thống giáo đó, Tin lành, thì họ đều cùng cái chủ đề là để tang cho Gaza. Thì đây là cái vấn đề lớn của Do Thái. Tại vì họ nếu mà bị mất cái sự ủng hộ của những người Thiên Chúa giáo trên khắp thế giới thì Do Thái sẽ có vấn đề lớn lắm. Trong tuần vừa rồi, ông bên phía tòa Bạch Ốc thì càng lúc họ càng lớn tiếng và nói có những chuyện mà họ nói chỉ nói đằng sau. Bây giờ họ nói ra trước báo chí luôn. Ông Biden cũng nói là ông mong là Do Thái sẽ sử dụng vũ khí chính xác hơn và có một cái kế hoạch quân sự nó chính xác hơn.
đừng có để cho thường dân vô tội họ bị thiệt hại nhiều như vậy. Con số mà bên phía Palestine báo cáo ra đó thì đã lên đến trên 20.000 người chết rồi. Thì đây là một con số ghê hồn trong vòng 2 tháng, hơn 2 tháng rưỡi. Có nhiều cái cơ hội sẽ có một cái cuộc ngưng bắn từ lễ Giáng sinh cho đến cuối năm nay. Và cái nước mà hiện giờ là làm trung gian quan trọng nhất là Ai Cập. Ai Cập đóng cái vai quan trọng là tại vì Ai Cập là hàng xóm của Do Thái và họ cũng là hàng xóm của cái dải Gaza luôn. Và chính quyền Ai Cập á, thực sự là một chính quyền trung lập, tại vì họ cũng sợ Hamas á. Cho nên họ nói chuyện được với Hamas là tại vì dù sao họ kiểm soát biên giới mà. Thì hiện giờ cái đề nghị mà bên Do Thái đang đưa ra là có thể đổi một tuần lễ ngưng bắn nhân đạo để đổi lấy khoảng 40-50 con tin, ít nhất là một nửa số con tin mà Hamas đang giữ. Và nếu mà Hamas mà chịu thả hết con tin á, thì có thể có được cái cuộc đình chiến. Tại bên Do Thái bây giờ cũng đang, chính phủ của Netanyahu bây giờ cũng đang tìm cái đường ra. Nhưng mà cái giá chót của họ là phải giải cứu được con tin. Nếu chưa giải cứu được hết con tin thì họ khó mà ngưng bắn được lắm. Thì đó là cái giá mà hai bên đưa ra để thương lượng. Cái điều mà anh vừa mới chia sẻ thì quả nhiên đây nó là một cái thế, gọi là tiến thoái lưỡng nan của Do Thái. Là vì ngay từ khi mà Hamas mở cái cuộc tấn công vào trong đất của Do Thái đó, thì cái lời thề của chính phủ Do Thái là phải tiêu diệt Hamas. Và lại dĩ nhiên, cái nơi mà cái lực lượng phiến quân Hamas mà họ đóng đó, nó nằm ở bên Gaza. Thì họ phải làm sao lùng sục được toàn bộ cái khu vực này để mà tiêu diệt cho bằng hết Hamas. Và chúng ta lại biết thêm đó, là Hamas nó có cả một cái hệ thống đường hầm địa đạo của nó là vô cùng là kiên cố và chằng chịt, cả 100 cây số ở dưới đất. Cho nên đây nó là một cái bài toán rất lớn. Và cái điều bên cạnh mà chúng ta cũng lại rất rõ đó là cái phiến quân Hamas này đó, họ sống lẫn lộn vào trong cái người dân Palestine. Do đó làm thế nào có thể loại người dân Palestine ra mà chỉ có để tấn công vào cái người, vào cái loại cái kẻ phiến quân Hamas không mà thôi. Đấy nó là một cái bài toán vô cùng là khó. Cho nên ngày hôm nay đó, cái mục tiêu của Do Thái, giống như anh Bình chia sẻ đó, đang phải đối diện với hai điều. Thứ nhất, làm thế nào giải quyết được cái lực lượng phiến quân Hamas? Và thứ hai, làm thế nào để có thể hạ thấp cái thương vong? Vì cái bài toán liên quan tới cái thảm họa về nhân đạo đó, nó đang trở thành cái vấn đề lớn đè nặng lên trên Do Thái. Đây nó là cái sự kiện. Và không những thế, chính người dân Do Thái ngày hôm nay đó, họ cũng lại đang đặt vấn đề với chính chính phủ của Palestine. Họ đòi phải giải cứu con tin. Cái đó là cái chuyện bắt buộc. Rồi bên cạnh đó, họ cũng nghĩ tới cái chuyện là phải làm thế nào chấm dứt cái cuộc chiến này. Trước cái sự việc khó khăn này, thì ông Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ tuần vừa rồi cũng đã sang gặp Thủ tướng Netanyahu cũng như là nội các của ông. Và chắc chắn là cũng có những cái cuộc thảo luận để đến cái chỗ làm thế nào giảm bớt. Và cái áp lực này đó, nó không phải đến riêng của Mỹ không mà thôi, mà rõ ràng là thế giới và đồng minh đó ngày hôm nay cũng đều lên tiếng. Trước sự việc như vậy đó, thì anh Bình nghĩ như thế nào về cái phản ứng của Do Thái ngày hôm nay đây? Liệu họ có làm được những cái điều mà thế giới đang yêu cầu không? Trong cái chuyến mà của ông chuyến thăm của ông Austin vào ngày 18 vừa rồi, mới đầu tuần này, thì một cái chuyện quan trọng nhất mà Mỹ với Do Thái phải bàn là lấy một con số ra. Do Thái hơn một nửa số bom mà họ thả xuống trong vùng Gaza là những cái bom mà nó không có cái hệ thống hướng dẫn bên trong. Đây là mà tiếng Anh nó gọi là smart bomb đó, tức là những cái loại bom mà nó phải dùng laser, nó có cái đầu, có một cái sensor vào đầu nó để mà đi theo cái tia laser nó đến đúng cái mục tiêu. Thì hơn một nửa số bom của Do Thái thả xuống không có cái thiết bị này. Có nghĩa là gì? Họ vẫn dùng những cái vũ khí cổ điển. Trong khi Do Thái có cả một cái kho bom mà do Mỹ cho. Và gần như là cái nguồn cung cấp vô tận những cái bom loại này mà không chịu dùng. Thì đó là một cái chuyện mà bên phía Mỹ họ phải đi vô chi tiết luôn. Nói chuyện với quân đội Do Thái là làm ơn quý vị đánh thì phải đánh cho nó khôn. Đừng để gây thêm cái thiệt mạng. Cái thiệt hại về nhân mạng cũng như là vật chất ở chung quanh đó, tại vì nước Mỹ không thể là bảo vệ Do Thái hoài được. Cái chuyện thứ nhì mà ông Austin ông cũng bàn ở trong cái chuyến đi này là chuẩn bị đề phòng cho cái trường hợp mà nó leo thang lên. Thứ nhất là biên giới phía Bắc của Do Thái, Hezbollah đang làm gì? Và thứ nhì là phía Nam là cái lực lượng Houthi. Và cho nên sau cái chuyến đi, sau chuyến thăm cái chặng ở Do Thái thì ông bay qua bên Bahrain, là một đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh, để bàn với các đồng minh của Mỹ
để có một cái kế hoạch ở trên biển nữa. Thì cái này nó không liên hệ trực tiếp với Do Thái, hoàn toàn là do phiến quân Yemen họ gây ra. Nhưng mà nó có ảnh hưởng đến Do Thái ở chỗ là đương nhiên là họ họ leo thang là tại vì họ lấy cái cớ vì họ muốn bảo vệ Hamas, phải không anh? Đấy, dĩ nhiên chúng ta đều hiểu đây là cái bài toán rất là phức tạp và nó có rất nhiều những cái thành phần tham dự vào trong cái cuộc xung đột này. Trực tiếp thì là Hamas với Do Thái, nhưng ở bên cạnh đó còn rất nhiều những cái thành phần khác nhau và nó có những cái quyền lợi chồng chéo lên với nhau, mâu thuẫn nhau hoặc có thể là song hành với nhau trong từng giai đoạn một. Nhìn chung mà xét thì đây nó là vấn đề rất lớn, nhưng mà cuối cùng nó cô đọng lại đó là chỉ còn có Do Thái đứng ở cái vị thế bây giờ phải làm thế nào để có thể giải quyết được một số những cái nhu cầu của thế giới, bên cạnh đó phải thực hiện cho được cái mục tiêu của mình. Và cũng giống như anh vừa mới gợi ý đó, là chúng ta đang trông thấy đó là trong cái tuần vừa qua thì cái mức độ mà pháo kích giữa Do Thái và Hezbollah đó nó đã leo thang, nó không còn nằm trong cái giới hạn 5 cây số từ cái đường biên giới nữa, mà bây giờ nó đã lấn đến 15 cây số. Cái việc oanh kích trả đũa của Do Thái nó đã vào sâu trong cái lãnh thổ của Lebanon. Rồi bên cạnh đó, cái lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen đó, trong cái tuần vừa qua cũng lại có một số những cái hoạt động để mà cướp bóc một số các cái tàu buôn hoặc là các tàu chở dầu vân vân. Đây nó trở thành một cái vấn đề lớn. Và kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi sẽ quay trở lại và sẽ đào sâu hơn nữa về những yếu tố mới này để xem là cái hướng giải quyết chung của Hoa Kỳ, của các đồng minh và Do Thái như thế nào trước những cái vấn nạn vừa mới được đặt ra thêm ở trước thế giới. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin tiếp tục câu chuyện ở đây. Và chúng ta đã thấy cái khó khăn của Do Thái trước một số những cái vấn đề được đặt ra cho họ liên quan tới các mục tiêu để nhằm tiêu trừ cái lực lượng Hamas được gọi là lực lượng khủng bố. Rồi bên cạnh đó phải làm thế nào để giảm thiểu những cái thương vong của thường dân Palestine mà cái áp lực của thế giới đang đè nặng lên họ vì cái khủng hoảng về nhân đạo. Bên cạnh đó chúng ta đã thấy trong tuần vừa qua nó đã nổi lên một số những cái sự kiện nữa mà nó có thể tạo thêm một số những cái vấn đề lớn cho khu vực mà một số các nhà quan sát e rằng nó có thể lan rộng. Đó là cái trường hợp của Hezbollah gia tăng cái sự pháo kích và mở rộng cái cuộc chiến ra khỏi biên giới trên 5 cây số ở tại phía Bắc. Rồi bên cạnh đó chúng ta lại nói tới một số cái lực lượng phiến quân ở Syria mà hiện giờ đang đồn trú ở bên ngoài lãnh thổ của Do Thái ở cao nguyên Golan và đã bắt đầu có những cái cuộc pháo kích vào đất của Do Thái. Và sau cùng chúng ta lại nói tới một cái lực lượng Houthi là quân lực phiến quân của Yemen, ở Yemen thì đúng hơn, và họ đang làm một cái công việc là đang coi như là xâm nhập và chiếm lấy một số các cái tàu buôn đi qua cái vùng vịnh Aden cũng như là cái Hồng Hải, và đây là một trong những cái hải lộ quan trọng để nối liền giữa Á và Âu và qua cái kênh đào Suez để vào trong Địa Trung Hải. Đây nó là một vấn đề lớn. Và đến đây thì tôi xin mời anh Bình có thể cho biết là trước tiên nói về Houthi, đây nó là một trong những cái lực lượng mà gần đây nó đã tạo ra một số những cái vấn đề khá lớn, và chắc chắn cái việc này nó có thể ảnh hưởng tới cái nền kinh tế, nó phải không thưa anh? Xin anh cho ý kiến. Lực lượng Houthi sẽ là tên của một cái phong trào du kích, trước đây là du kích, bây giờ thành cái lực lượng phiến quân cũng, và nó là một phe trong cái cuộc nội chiến ở Yemen. Yemen là một quốc gia mà nằm phía cực nam của bán đảo Ả Rập, hàng xóm của Saudi Arabia. Thì hai phe đã cuộc nội chiến đã kéo dài gần chục năm nay. Một bên là Saudi Arabia họ ủng hộ, một bên kia là lực lượng Hồi giáo mà lại đi theo cái giáo phái Shiite, cho nên được Iran ủng hộ. Thì Houthis đáng lẽ ra là họ không có cái liên hệ quan hệ, cái vai trực tiếp gì trong cái cuộc chiến này hết, tại vì họ ở xa quá mà. Nhưng mà vì cái sự xúi dục của Iran, và họ có nhận tiền viện trợ Iran nhiều lắm, cho nên cái nhiệm vụ của họ là bắt đầu quậy phá
lúc mà Do Thái bắt đầu tấn công vào Gaza. Hezbollah phá đánh Do Thái từ phía bắc, thì Houthi sẽ muốn tấn công từ phía nam. Nhưng mà họ không có biên giới chung với Do Thái, cho nên muốn bắn hỏa tiễn tới Do Thái thì con đường nó dài quá. Và họ có bắn thiệt, bắn vài chục cái hỏa tiễn đến phía Do Thái, xa quá. Thành ra bên Do Thái họ nhìn thấy được trước, và thứ nhất là hỏa tiễn Do Thái họ bắn hạ. Và tàu chiến của Mỹ ở trong vịnh, trong cái biển đỏ đó, họ cũng bắn hạ nhiều hỏa tiễn của Houthi. Sau một tháng đầu tiên á, thì bên Houthi thấy là không có ích lợi gì hết. Bây giờ có gửi máy bay không người lái hỏa tiễn được qua Do Thái thì cũng bị bắn hạ thôi. Thì họ mới thấy là cái mục tiêu mà nó dễ ăn hơn nhiều, đó là vì họ kiểm soát được cái eo biển đi vào biển đỏ. Thì biển đỏ nó sẽ đi dẫn đến kênh đào Suez, và nó là con đường giao thương chính giữa Âu Châu và Á Châu, giữa vùng Ấn Độ, Thái Bình Dương và Địa Trung Hải. Tất cả phần lớn dầu thô từ Trung Đông đi qua Âu Châu, đi qua cái biển đỏ. Và phần lớn hàng xuất cảng của Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật qua Âu Châu cũng phải đi ngang qua con đường này. Hàng xuất cảng của Âu Châu đi qua Á Châu cũng phải qua con đường này. Cho nên bên Houthi sẽ nhìn thấy cái này là những mục tiêu này dễ ăn. Đầu tiên là họ chặn một hai chiếc tàu, trong đó một chiếc tàu mang cờ Nhật. Họ chặn ở Bắc luôn, giữ lại. Sau này thấy cái đó cũng hơi nguy hiểm, tại vì giữ một chiếc tàu phiền lắm. Phải kiếm chỗ giấu rồi đủ mọi thứ. Thì họ mới thấy cái hay hơn là bắn dọa. Chưa bắn chìm chiếc nào, nhưng mà chỉ cần bắn dọa thôi. Thì đây là một cái ví dụ điển hình của một cái cuộc chiến tranh nó gọi là bất cân xứng. Một bên đó là một cái lực lượng phiến quân với những cái hỏa tiễn tương đối rẻ tiền. Chỉ cần dọa những chiếc tàu chở hàng thôi. Thì đầu tiên là các công ty vận chuyển dầu thô họ không dám đưa dầu ngang qua cái eo biển này nữa. Thứ nhì là những công ty vận chuyển hàng lớn thì họ cũng sợ, không dám đi ngang qua eo biển này. Họ bắt đầu phải chọn con đường mới là đi vòng qua cái lục địa Âu Châu, như quý khán giả, hoặc là Phi Châu. Và nó dài gấp đôi, nó tốn khoảng chừng 10 ngày nữa. Cho nên cái giá vận chuyển trong vòng 2 tuần vừa rồi nó đã vọt lên gấp đôi rồi, của mỗi cái container hàng mà đưa từ Trung Quốc qua Âu Châu. Cho nên chắc chắn nó sẽ gây cái ảnh hưởng lớn về kinh tế. Những hãng bảo hiểm thì bây giờ tăng giá bảo hiểm cho những tàu nào mà dám đi vô trong biển đỏ. Cho nên nó gây cái rối loạn, không thể tưởng được. Mà bên Houthi họ cũng chưa cần phải bắn chìm chiếc nào nữa, họ chỉ mới dọa thôi đó. Cho nên bên phía Mỹ nhìn thấy được là cái này, chuyện này đã từng xảy ra trước đây ở Vịnh Ba Tư. Thì Mỹ họ thấy là cái này nếu mà để nó kéo dài đó thì nó có nhiều cái họa không thể tưởng được. Ảnh hưởng đến giá dầu thô, rồi giá xăng ở Mỹ, ở Âu Châu, ở khắp thế giới. Và ảnh hưởng đến cái chuyện mà buôn bán trên toàn thế giới luôn. Thì trong tuần vừa rồi, sau lúc mà ông Austin ông đến Bahrain, thì ông có tuyên bố là Mỹ sẽ thành lập một cái hải đội gồm hải quân của gần 10 nước. Trong đó có ít nhất là 5 nước Âu Châu, Mỹ, Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan cũng sẽ tham gia vô. Để cùng với nhau đi tuần tiểu cái vùng biển này. Thì có mấy nước quan trọng mà lại không có tham gia vào cái công tác này. Thứ nhất là Trung Quốc, là cái nước mà xuất cảng đồ nhiều nhất đi ngang vào cái biển này, đi ngang vào kênh đào Suez, đi qua Âu Châu, thì lại không chịu tham gia. Ấn Độ cũng không chịu gửi hải quân tham gia vô. Đây là một cái con đường huyết mạch của Ấn Độ. Saudi Arabia là cái nước hàng xóm kế bên và cả là cái nước chủ nhà đó, có cái bờ biển dài nhất ở trong biển đỏ, cũng không chịu tham gia. Và ngay cả Nhật là một nước thường thường thì cũng hào hiệp lắm, mà bây giờ cũng chưa tham gia. Nói chung là đây là một cái nỗ lực chính của Mỹ và các nước Âu Châu. Và như vậy thì qua cái nhận xét của anh đó, bên cạnh cái lực lượng gọi là liên minh để mà bảo vệ cái tuyến đường hàng hải này đó, nhằm để mà cho Houthi không có thể tiếp tục là tống tiền các cái quốc gia đó để mà bắt trận những cái đoàn tàu đó, thì cái tác dụng về mặt địa chính trị nó như thế nào? Là vì hẳn nhiên đó, nếu đây nó là một cái vấn đề lớn và nó ngăn chặn cái tuyến đường này đó, thì rõ ràng là nó làm xáo trộn toàn thế giới, và hẳn nó sẽ đụng tới cái nền kinh tế chung của toàn thế giới. Và Iran có cái vai trò gì ở trong này? Tại sao không trực tiếp tức là áp lực lên Iran? Hay là chẳng hạn ngay cả Houthi nó chỉ là một cái lực lượng phiến quân, tại sao không Hoa Kỳ không trực tiếp giải quyết luôn cái tổ chức này ở trong Yemen để rồi khỏi phải mất công lo lắng cái chuyện gì khác? Đúng vậy. Ai cũng biết rõ là cái lực lượng Houthi họ không có lý do để họ gây chuyện trong lúc này á, trừ khi là do Iran xúi, hoặc là có khi là ép buộc luôn.
Thì mà muốn giải quyết cái này về mặt quân sự tương đối đơn giản là Mỹ có thể cho máy bay vô tấn công tất cả những cái cứ điểm của Houthi, cho dù không có diệt hẳn nữa, bên Houthi sẽ lo chạy trốn thì họ cũng không có thể tấn công, không có thể là phá được ở trên biển. Rất nhiều người bên cánh hữu bên Mỹ đã hỏi ông Biden tại sao chính quyền Biden chưa chịu ra tay, chưa thanh toán cái lực lượng Houthi này. Nó đã bắt, mà cái lực lượng Houthi họ đã bắn về phía tàu chiến của Mỹ nhiều lần lắm rồi, trong 2 tháng vừa rồi. Nhưng mà chính quyền Biden vẫn do dự, vì có lẽ cái lý do duy nhất là vì họ sợ là Iran sẽ phản ứng mạnh hơn nữa. Vì cho đến bây giờ thì dù sao đó cũng có cái sự tự chế. Thứ nhất là Iran chưa có trực tiếp gây chuyện với Mỹ hay Do Thái. Hezbollah cũng tự chế, chưa có tấn công lớn vào trong Do Thái. Và lực lượng Houthi thì thực sự thì họ cũng mới có bắn dọa nhiều. Họ có bắn về phía tàu Mỹ, nhưng mà họ bắn cái kiểu mà chắc chắn là họ biết là Mỹ sẽ bắn rớt hỏa tiễn của họ. Cho nên cũng chưa có đe dọa trực tiếp về bên phía Mỹ. Thì bên phía Mỹ họ có lẽ, thứ nhất chính quyền Biden sợ là chọc giận Iran, Iran mà nổi khùng lên có thể là leo thang cuộc chiến này. Và nếu Iran leo thang vô thì một những chuyện mà Iran có thể làm là gây chuyện ở trên ngay cái eo biển Hormuz ở trong vịnh Ba Tư. Trong trường hợp đó thì sẽ ảnh hưởng đến cái lượng dầu thô mà xuất cảng đi ra khỏi vịnh, và nó sẽ ảnh hưởng liền đến cái giá dầu thô trên thế giới. Và có lẽ những người cố vấn chính trị của Biden họ vẫn còn bị ám ảnh bởi cái biến cố của năm 1979, lúc mà chính quyền Carter phải đối phó với Iran và cái cuộc khủng hoảng dầu lửa của năm đó. Cái mùa Giáng sinh năm 79 là một mùa Giáng sinh thê thảm của người Mỹ. Và đến năm sau, Carter thua lớn, thua nặng trong cuộc bầu cử tổng thống. Cho nên vì đây là một năm trước bầu cử, cho nên chính quyền Biden vẫn nhát tay, không dám. Và thêm một cái nữa là hiện giờ còn đủ thứ mọi chuyện trên thế giới. Tình hình ở Biển Đông và ở mặt trận ở Ukraine. Nên bên có lẽ Mỹ không muốn chọc giận Iran thêm nữa. Thì họ nghĩ cái này là một cái biện pháp tương đối. Nó giữ yên được trật tự mà không có tránh cái sự leo thang không cần thiết. Thì cái nước mà được lợi trong cái vụ này ói âm lại là Trung Quốc. Tại vì tàu hàng của Trung Quốc đi ngang qua cái biển này là cái lượng tàu lớn nhất trong tất cả những nước mà đưa hàng xuất cảng qua Âu Châu. Không kể cái số dầu thô đi từ Vịnh Ba Tư đi qua bên Âu Châu thì hàng sản xuất á, là Trung Quốc đưa đi nhiều nhất. Ấn Độ thứ nhì và Nhật là thứ ba. Vậy mà cả ba nước này không chịu tham gia vô chuyện này và cũng không trả tiền nữa. Mà trong khi đó Trung Quốc á, họ có cái căn cứ hải quân ở Djibouti, ở bên kia eo biển thôi. Họ có khả năng nếu họ muốn, họ sẽ kiểm soát được cái eo biển này. Và mình phải để ý một cái là cho đến bây giờ lực lượng Houthi cũng chưa bắn vô một chiếc tàu nào mà mang cờ Trung Quốc. Đúng như vậy. Quay trở lại, một phút anh có thể cho biết cái tình hình của Do Thái ngày hôm nay trước những cái vấn đề chung khó khăn như thế, liệu sẽ có một cái cuộc ngưng bắn ít nhất ngắn để giải quyết cái bài toán về mặt những người con tin, hay là có thể có cuộc ngưng bắn dài hơn hay không, và liệu trong vòng năm tới thì tình hình ở tại nơi đây nó sẽ như thế nào? Xin mời anh. Netanyahu cần phải mang thêm vài chục con tin về để cho tạm yên ở Do Thái. Thì cái đó, điều đó là Mỹ cũng sẽ thuyết phục Netanyahu, nói làm ơn, nghĩa là có thể nhìn trong vòng tuần lễ để hai bên vừa được dưỡng sức dưỡng thương, mà cái quan trọng là mang con tin về. Cảm ơn anh. Và kính thưa quý khán giả, rõ ràng đây là một cái vấn đề lớn không riêng của Do Thái, mà là nó có thể liên hệ đến chung của toàn thế giới. Và cho đến ngày hôm nay thì chúng ta chưa thực sự có một cái câu trả lời nào dứt khoát về cái cuộc xung đột này, và tương lai gần có lẽ cũng chưa có thể có được câu trả lời dứt khoát đâu. Chúng tôi cũng sẽ có những cái cố gắng để theo dõi sát và sẽ cập nhật đến quý khán giả về cái tình hình ở tại khu vực này. Và vì cuối năm, vào cái dịp này, có lẽ tất cả mọi người chúng ta cũng mong muốn là có một cái cơ hội để mọi người có thể vui hưởng cái mùa Giáng sinh. Thì cũng mong rằng mọi chuyện nó sẽ lắng dịu trong vòng một vài tuần trước mặt. Rồi sau đó chúng ta lại phải xem tình hình nó có thể có những cái biến chuyển gì khác hơn nữa. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khán giả. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn với toàn thể quý vị vào chương trình kỳ tới.